Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Duy Hoàng Mai. Trong cái mùa lồm thì người miền Bắc chúng em rất là ẩm ướt, và phải nói rằng nếu không có chiếc thiết bị hỗ trợ để chúng ta hút ẩm vào cái thời gian giáp Tết và sau Tết thì cực kỳ khó chịu, cũng như là các bộ dàn cấu hình âm thanh của chúng ta rất hay bị trục trặc do lỗi của ẩm ướt, và nó phủ lớp lớp nước ở trong các thiết bị của chúng ta, và chúng ta quên mất, chúng ta không biết, chúng ta bật lên thì nó sẽ gây ra chập lổ. Đó là những cái gì mà rất và rất cần thiết cho chúng ta các bác nha. Và em cũng tiện đam mê thì cũng ngấm sâu, thì muốn dành các thiết bị cực kỳ tốt để gửi đến tất cả các bác. Đó là những con hút ẩm chân voi và 18 lít đời 2023 mới nguyên hộp. Và đây là cái dòng cực kỳ cao cấp và phải nói rằng ác ôn nhất của hút ẩm đến từ nước Nhật. Khá là đẹp. Sản xuất năm 2023, và dòng này nếu như các bác tìm hiểu rồi thì nó khá là khủng khiếp các bác nha. Đó. Nó hút rất là êm ái, gần như chúng ta không nhìn nghe thấy tiếng động luôn. Đó là những cái gì mà gọi là những dòng máy nội địa. Và đây là những con VIP rồi các bác nha. Đây là những con hút ẩm VIP rồi. Cho nên là nó có cái giá thành cũng giá chục triệu một chút thôi. Nhưng mà chúng ta được sở hữu nguyên hộp xốp đời 2023 chân voi 18 lít các bác nha. Model đây ạ, 2023 và cực kỳ hiện đại. Nếu như bác nào quan tâm thì hãy alo em Cao, chỉ có vài cái thôi. Cao nhân tiện mua về cũng là để dùng luôn. Cho nên là bác nào quan tâm thì alo em Cao, nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện các bác nha. Và đây là những chiếc đầu tiên để em sẽ gửi cho khách bác ấy. Mới cứng 2023 các bác nha. Đó, nếu như nhà bác làm mà đẹp thì chúng ta cũng không cần phải mua máy bãi, vì cái giá này cũng khá là hợp lý rồi. Nguyên đai nguyên kiện, dở ra đi, vạch ra một chút thôi để đóng đi luôn. Đây, thôi để nguyên này. Đây, nguyên đai nguyên kiện các bác nha. Nguyên đai nguyên kiện luôn, nguyên siêu. Đó. Thì đây, hình dáng của nó cũng sẽ y chang này. Rất là gọn ghẽ và xinh xắn các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Và cực êm luôn. Chạy điện 110 các bác nhé. Đó. Chạy điện 110. Chúng ta chỉ cần vào một cục đổi nguồn nhỏ nhỏ thôi thì em nó cũng đã thoải mái rồi. Và rất tiết kiệm điện, nhưng mà hút thì siêu nhanh luôn. Và êm ái. Mà các bác cũng đã biết được hàng nội địa của Nhật thì nó như thế nào rồi. Đây cũng không có hình thức để kinh doanh cái dòng này, nhưng mà hỗ trợ anh em chơi âm thanh, tại vì quá nhiều các bác bị các cái trường hợp mà không đáng bị, mà chúng ta lại bị xảy ra những cái lỗi mà mất rất nhiều tiền, và cái sản phẩm của chúng ta bị giảm đi rất là nhiều khi phải sửa chữa các bác nhá. Cho nên bác nào quan tâm, đây là gọi là một dòng sản phẩm VIP 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 rồi các bác nhá. Ok. Ok, đóng rồi. Đóng băng dính rồi. Quay ni lông. Ni lông trắng ấy.